bất ngờ phát hiện cô gái 20 tuổi đã nói bỏ nhà đi rồi, không sống chung với ông lớn ông nhỏ nữa. Thì bữa nay mấy anh em gặp quay về ông nhỏ với ông lớn sống trong căn nhà quan. Thì cái câu chuyện mà cô gái bỏ đi giờ quay về như thế nào, Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú để theo dõi rõ vì sao cô gái lại quay về ở chung với ông nhỏ ông lớn. Mời cô chú theo dõi video sẽ rõ hơn ạ. Dạ Thanh Trúc á, Quý Ngôn thì nghe xem một cái video thấy bà giờ với ông nhỏ mà không tin. Em hai chào anh. Chồng ở khu vực này. Dạ. Đi đâu mà có bọc cá hả anh? Đi bắt cá thì. Thôi bây giờ anh mình đậu xe vô đây đi. Kiếm cái chỗ mát nào cho mấy anh em trò chuyện tí xíu nha. Dạ. Để hỏi cái lý do mà tại sao mà chị bỏ đi rồi mà quay về với ông nhỏ nữa. Đậu đây đi anh. Nghịch rồi tối hai đứa nhỏ giải quà hả? À anh nhỏ giải quà. Bữa đang ăn mấy chén? Để ăn 5-6 chén gì luôn. Nóng lạnh không nội? Có thiệt không? Thiệt mà. Trời. Lâu lâu rồi giải quà cỡ đó hả? Ăn bù. Kiếm thêm hay gì? Kiếm thêm. Ông chồng có 40 ngay cả nhà, bà vợ chỉ 20 thôi. Có ai ăn cơm mà lần 5-6 chén không? Ăn là mệt dữ lắm nha. Ăn rồi sáng không làm nổi đâu, 2 ngày luôn. Khum không? Khum lưng không? Không có ngồi dậy được luôn á. Vậy ha. Sao mình không mua thuốc, không già chống gậy vô uống. Chị thấy nha, chị ảnh sức khỏe ảnh gì làm sao? Sao? Sợ không không? Sợ. Sợ ha. Chị. Dạ. Hôm bữa đó. Dạ. Chị nói là chị mướn trọ. Dạ. Với lại là ổng dành con lại. Mà bữa nay á, mấy anh em có xem một cái video nhưng mà mấy anh em không có tin sự thật. Thì cho nên là tại sao mà chị á bây giờ quay lại với ông nhỏ như thế nào, chị kể cho em nghe coi. Dạ, tại vì nhớ ai ngoài nhà trọ nhớ con bé quá à. Về về rước con bé mà ổng cái rước ông nói ở đây thì anh cho rước không có lại nhà thật cái đứa con. Tại vì hôm bữa có một cái bạn quay nhưng mà em thấy ủa phải video mới không ta, nhưng mà hôm bữa mướn trọ cho chị rồi đã bữa đó là về thăm con á. Bán quay số nữa. À. Nhưng mà quay rồi chị quay lại ổng. Và chị thấy đi về với ổng là chị thấy sao? Thấy ổng cũng thay đổi. Thay đổi. Ổng nghỉ nhậu cũng quan tâm vợ con hơn trước. Rồi vậy là chị về là sống về chỗ cũ luôn đó hả? Dạ. Sống chung với ông anh ba với ông nhỏ. Ba anh em chạy ơi, chị đi khỏe cũng chết luôn. Ông cứ theo ông ăn Mỹ hoài, em mới cho anh cơ hội đi. Là mình có con nhỏ nữa mà không cho cái này em nói thiệt chị nha. Dạ. Với lại em cũng xin lỗi anh nhỏ nha, là theo chị sống một mình với đứa nhỏ nè, tụi em mướn trọ và lấy vé số cho chị và mua xe cho chị, thì chị thấy sống tốt hơn hay là sống với mấy ông nhỏ này về sống với ông lớn nhỏ? Được mang giúp thì sống tốt hơn, nó khỏe hơn. Mà nghĩ tới cả con mình không đủ cha mẹ cũng tội nghiệp con mình. Hôm bữa là ông dành đó thì chị nó cũng bỏ luôn nó dễ mà, nhưng mà em tụi em thấy ủa sao mà quay lại nữa, em thấy nó kỳ á ta. Chị ông nhỏ không có cái gì đâu với lại bà thương dữ hả chị? Mua ngoài rồi mà về thằng bé ông cứ năn nỉ hoài. Em nói thí dụ có gì thì anh nhỏ đừng dặn em nha. Ví dụ bây giờ nè, chị về đây là chị đi theo ổng làm ba cái người xa sắt dưới đá thôi. Với lại là cơm nước là em thấy là không phải là mình nói ổng gì, nhưng mà ổng lo cho chị em thấy không được đầy đủ. Dạ. Thì về mấy bữa đâu vậy? Trời ơi đen thùi lùi luôn. Hôm bữa em thấy tụi em thấy chị như vậy đó, là chị về với ổng là cái hôm bữa đó như thế nào mà chị quay lại với ổng? Bữa đó em nhớ con quá, em về em thăm con á. Ổng nói em tính rước bé anh đi chơi. Ổng nói về ở lại với ổng thì ổng kêu rước con, không về ổng kêu rước con. Ổng ra điều kiện vậy nè. À. Cái em đi về ngoài phòng trọ thì ổng cũng ổng con ra ổng năn nỉ. Về ở lại với anh đi, với con chăm sóc anh con, chứ không ai chăm sóc con anh không đi làm được. Cứ năn nỉ hoài, mình nghĩ mình bỏ cũng không đành. Chị thứ nhất là mấy anh em mình làm như vậy thì mạnh thường quân người ta sẽ không có giúp đỡ cho mình nữa. Tại vì hôm bữa chị đã hứa là mình đã không có quay về với ông lớn ông nhỏ nữa.
Rồi như vậy rồi chị thấy cảm giác làm sao? Thấy có lỗi với thấy, cô chú anh chị đâu không? Thấy cũng có lỗi. Chứ bây giờ là tụi em giúp chị là hôm bữa là hết mình rồi. Rồi quay lại ông nhỏ ông lớn thì thôi, em không biết điều chuyện gì để nói nữa. Thì thay vì thí dụ chị, mình không có cái phương án nào sao mà phải quay về với hai ông này. Cũng có đó mà giờ thấy con mình thôi thiếu cha, có cha mà không có mẹ cũng tội nghiệp con mà con nó còn nhỏ quá. Thì là anh thấy đâu có chăm sóc được cho con bé như mẹ đâu. Không năn nỉ chị ha. Không năn nỉ quá trời rồi mình. Em thì em cầm lòng không nổi. Đúng rồi. Tại hôm bữa mấy anh em cũng không có biết đâu. Tại mấy anh em không biết đâu nhưng mà thấy tại vì mấy anh em thấy có một cái video là hai vợ chồng quay về tôi nói ủa ta bữa mướn chợ rồi mà quay lại ta. Thì nhưng mà em quay về em ở với chồng em là em cũng có lỗi với bên cộng đồng mạng. Rồi mẹ chị biết chưa? Biết rồi. Hôm bữa quay về là biết chưa? Biết rồi. Rồi mẹ chị có nói gì không? Mẹ nói giờ mà cho mày chọn lần nữa đó, mày chọn sai đó mày có hối hận. Tại vì hôm bữa là mấy anh em cũng thấy chị cũng thương cho nên là giúp cho chị bán vé số này kia cũng đủ điều kiện ở nhà trọ. Rồi bây giờ là chị sống chung với hai anh em. Rồi làm công việc gì với ổng nữa chị kể cho em nghe coi. Thì cũng đi làm bình thường giống lập sắt vậy ổng. Bữa nào thì dành thời gian rảnh rỗi thì lấy giấy số bán thêm. Lấy giấy số rảnh rỗi bán giấy số thêm. Rồi chị quay lại với ổng nè. Cô chú người ta sớm được người ta có nói này nói nọ không? Ví dụ nói đi cho khỏe đi mà còn quay lại ông gì nữa không? Người ta hết nói nổi ha. Là quay về với ông nhỏ ông lớn. Ông anh ơi, anh nhỏ ơi. Rồi hôm bữa nghe nói giật con là hai vợ chồng nghe nói là anh nói là mình không có muốn quay lại nữa mà nhưng mà không biết cái cơ duyên nào mà anh với chị mà mình quay lại. Bữa đó đi làm ở nhà gặp đi số á. Không có nói chuyện tới nữa. Chiều nó chạy về cho thăm con. Nhìn nó về thấy nó về hai vợ con nó ngồi lên thấy lên năn nỉ đó. Nãy nó cái đầu nó cũng không chịu nữa. Nó để đi rồi từ từ cũng suy nghĩ về đâu cũng về đêm gì đó cũng điện hỏi nó nói bà mẹ xin lỗi gì đó. Sáng hôm sau nó mới ra chị à rồi hứa nó bỏ nhậu đi. Hứa bỏ nhậu luôn hả? Rồi giờ chỉ ban ngày ở đây ban đêm cũng về cổng à. Ai vợ về mẹ à, sao ở đây ban đêm ban ngày ban đêm về cổng? Hay là đợi nó suy nghĩ lại. Lại gì em thấy bữa lên cái clip thì thấy bảo quay về với anh rồi. Bữa đó về thăm á. Nó về đâu vậy? Gần 12 giờ vậy á, vậy xíu đâu rồi mấy ông có thấy ông về vô á. Thấy bữa có quay một clip. Rồi ông kêu ngồi sắp vô nói là cho nó tình cảm. Rồi bà không có nói cái vụ mà chia tay rồi mới thôi nghĩ lên đại ngồi. Quên vụ kia nữa. Chuyện rồi. Chị rồi về với ổng rồi cuộc sống mình sẽ quay lại từ đầu như hồi lúc ban đầu hả chị? Dạ. Chị thấy sống chung là với hai anh em như vậy đó thì cấp đầu chị nói mỏi mệt lắm. Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại quay lại cái cuộc sống như vậy? Hai chồng nó năn nỉ quá cũng tội. Tội thương hay sao? Dạ. Đúng, nói chung là trong lòng cũng vẫn còn thương chồng. Chị đi vậy rồi hôm bữa ông năn nỉ chị là bao lâu rồi mấy chị mới về với ông? Cũng cả tuần. Từng. Năn nỉ dữ không anh? Nhỏ. Bỏ đi đọc sách luôn ngày nó đi thôi. Rồi ông lớn cũng ở nhà vậy đó hả? Ông ở
nhà không? Nhà. Rồi có chia ra nấu ăn gì không chị? Y cũ nữa gì? Không, bây giờ đang xin mấy cái cây ra riêng rồi. Riêng ha. Thì cuộc sống đó thì y như ngày xưa ba anh em sống chung một cái khu nhà quen, cho nên là bây giờ là phải lo anh. Hôm bữa là em nghe nói là bả đi á, là anh bỏ bả luôn mà. Thì nó giận rồi về con, cái tối nào nó cũng khóc hết, cũng thức cái gần sáng nó mới ngủ không à. Rồi hôm bữa là mình giải quà chưa? Thì về vậy thì cũng nói nó vậy, thì ban ngày thì nó cũng vô đây chơi đi làm chung gì á, rồi tới tối nó về mẹ nó. Ý em hỏi kìa, là hôm bữa là mình giải quà rồi đó đúng không? Là khổ cho hai đứa nhỏ nữa. Dạ. À, đang giờ đang kiếm thêm đứa nữa. Là hai đứa lớn nghịch rồi tối hai đứa nhỏ giải quà hả? À, hai đứa nhỏ giải quà. Bữa bữa đó ăn mấy chén? Bữa ăn 5-6 chén gì luôn. Nóng lạnh đó ông nội. Có thiệt không? Thiệt mà. Trời ơi. Lâu lâu rồi giải quà cái đó đó hả? Ăn bù. Kiếm thêm hay gì? Kiếm thêm. Ông chồng có 40 ngay cả nhà, bà vợ chỉ 20 thôi. Có ai ăn cơm mà lần 5-6 chén không? Ăn là mệt dữ lắm nha. Ăn rồi sáng không làm nổi đâu, 2 ngày vậy luôn. Khum không? Khum lưng không? Không có ngồi dậy được luôn á. Vậy ha. Sao mình không mua thuốc, không già chống gậy vô uống. Chị thấy nha, chị ảnh sức khỏe ảnh gì làm sao? Sao? Sợ không không? Sợ. Sợ ha. Tại vì nghe nó bỏ đi mà. Ông nhỏ không lùa, nóng lạnh luôn á trời. Đâu, thì, đâu có cơ hội nở đi nữa thì sao rồi, ăn cho nó kịp. Thì nói chung á thì mấy anh em, nói chung á thì chị này là cái lỗi của chị chứ không phải là mấy anh em. Thì mấy anh em nói với chị là mấy anh em đã giúp, cố gắng giúp cho chị chứ cô chú Mạnh Thường Quân người ta giúp. Thì chị mà quay lại ông nhỏ đó thì mấy anh em hôm bữa nói là chị đừng có quay về đó nữa. Thì cho nên là em có nói gì thì nhỏ đừng buồn em nha, tại vì em nói cái sự thật là nói như vậy. Nếu như quay lại ông nhỏ thì mấy anh em sẽ không giúp nữa. Hôm bữa mướn trọ này kia cũng đầy đủ hết trơn rồi mà cái cuộc mà chị sao mà quay lại ông nhỏ với ông lớn cực khổ thấy bà luôn chàng. Sống chị sống với nên nè, chị sống với hai ông nè, chị sống mình nè, nào khỏe hơn? Sống mình khỏe hơn. Đúng rồi, khỏi ai đòi hỏi gì hết trơn, chứ lại ông khỏi cần kêu cho ăn cơm rồi nữa, cho nhịn đói thấy bà luôn. Quay lại đó rồi vòng vòng cô chú ở xóm đó. Những cái số mà bữa người ta nói đó là vô tiếng ra có ai nói gì không? Không. Không hả? Sao không có nói đâu. Ở đó cũng như người ta không có quan tâm tới gia đình đó. Ai làm gì đâu. Chú thì nói mày khổ quá, sống hai con nó khổ quá thì thôi mày bỏ mày đi mẹ rồi đi. Ông con mày đi đi chứ ở cảnh này ở tù chứ ở làm gì? Nói là sống một bà hai ông chồng chứ không phải là nói chung là chú anh ở trong nhà. Vậy là người ta nói chỉ là sống với hai ông chồng. Dạ. Rồi lúc đó chị nói sao? Chị buồn không? Em cũng buồn mà thôi kệ, mình mỉm cười cho qua, người ta hiểu mình không hiểu thôi. Yeah. Sao chị không giải thích cho người ta hiểu là? Nhưng mà cái con người em không thích giải thích. Đúng rồi, hiểu không hiểu thôi à. Không thích là giải thích phân luôn, giải thích phân luôn, người ta không có hiểu mình đâu. Mà mình sống cùng với hai ông như gì hạnh phúc không? Lúc nào thì hạnh phúc ha. Cũng hạnh phúc mà về cặp sao từ lúc em đi về giờ là không có bị sướng. Còn ngày xưa hai con hết. Không còn điều kiện như ngày xưa. Khi mà họ lặn đó, dọn cơm ra ăn gì, hai ông ăn cùng lúc hay là thay phiên? Hai ông này ăn trước rồi, kia ăn sau. Ăn cùng lúc. Trời ơi. Mà từ... Ăn cùng lúc luôn hả? Em nói chạy cho ông kêu ông nhỏ ăn trước đi rồi ta hãy cho ông lớn xuống ăn. Ta chia ra vậy. Không chịu vậy. Ăn cơm là dọn ra ăn chung chứ. Ăn chung luôn hả mấy? Vậy đi. Sao cạo đầu vậy? Lý do là sao? Bỏ ruộng. Hứa bỏ ruột với vợ là cạo đầu được cho vợ tin đó hả? À, chiều cuối nè. Giờ chơi chiêu này là hết mất luôn rồi. Chứ giờ mà không hứa cạo đầu bỏ ruột thì nhỏ giữ nhỏ này cũng bỏ ruột à. Chịu, theo em được biết đó là trẻ con đó là nó khó dữ lắm á. Không có mẹ nó là mình hơi đuối đó nha. Đó, từ lúc mà ẩm nó về là cũng có uống được bữa một. Người bà nội nghe nó khóc không mà tỉnh rượu luôn. Chàng bữa nay về thấy xe ổng hư ổng không đi làm được, như nhỏ về nhỏ không có sữa không gì hết trơn,
cầm mua sữa mua xe chở đi làm. Là sao mà cầm xe dữ gì không nhỏ? Xe đó là xe của tặng cho chị mà. Tại vì về cái cũng không có muốn cầm nữa, thấy vợ thấy con nè. Đói chứ không có sữa, rồi xe đó thì nó hư rồi đâu có đi làm được đâu. Ừ. Là thôi vậy em cầm xe đi, sửa xe đi làm rồi bữa hay bữa chuột. Là ông nhỏ cầm chiếc xe hết bao nhiêu? 3 triệu. Là ông nhỏ xúi bà nhỏ hay là em tự em đi cầm. Tự chị đi cầm luôn hả? Là thấy ông không có tiền rồi tội nghiệp rồi đi cầm luôn. Hỏi anh chứ về nhà không còn hộp gạo nữa. Ừ. Về nhà không còn gạo, không có gì ăn nữa. Còn nhỏ thì không có sữa uống nữa, tả không có bằng nữa. Chàng ơi chàng, cái này nói ông nhỏ đừng có buồn nha ông nhỏ. Sao mà ông nhỏ không lo cho có gạo có thóc đường mà... Lo không được, có mình nó khóc sáng đêm suốt ngày vậy đó, rồi cứ ở nhà mà dỗ nó không gì đâu có đi làm được đâu. Rồi bữa đó gặp vợ về mừng quá, nó năn nỉ dữ lắm, nó khóc luôn nó mới ở lại. Chàng ơi chàng, cái giờ giữ nó thì cứ sáng đêm nó khóc, nó đòi mẹ nó không mà, nó không chịu ngủ mà nó không chịu ăn vậy đó, cũng không đi làm được luôn. Còn hôm về là thấy ốm nhôm luôn á. Ừ. Em về không làm chăm là nó nhìn nó đỏ lại đó. Rồi chị cầm chiếc xe như vậy rồi chị không sợ mạnh thường quân buồn sao? Em cũng sợ lắm chứ, vì hoàn cảnh biết sao vậy. Phải người ta đừng có quay về thì đâu có mất chiếc xe mới đâu. Không về thì tội cho con chứ cho ảnh quá. Ừ. Rồi bây giờ ông nhỏ mấy bữa nay có đi làm gì được chưa? Có, cũng đi đập sắt lai gai lai gai. Cũng có đi đập sắt lai gai ha. Ừ. Từ ngày về giữ nhỏ giờ ngày nào cũng đi làm. Chàng ơi chàng, thiệt tình chứ mới mua chiếc xe cái chát đó rồi chị cho em hỏi thăm nè. Rồi mấy bữa nay có bán vé số không? Có bán buổi sáng, còn buổi chiều về giữ bé là chồng đi làm. Còn đủ vốn luôn hay là đứt vốn nữa rồi? Còn đựng kiểu máy cho mình. Máy em cắt trên túi áo nè. Ờ, vậy là còn ha. Dạ. Còn đủ vốn nha. Rồi chiếc xe cầm như vậy rồi chị cầm có 3 triệu rồi, chiếc xe đó cũng mắc mà sao cầm có 3 triệu à? Tại vì cầm đủ trang trải, mua gạo, mua thóc, mua tả, mua sữa cho con bé à. Đi sửa xe đó. Đi sửa, mua chiếc xe cho ông đi làm à, chứ không có cầm nhiều. Là mua thêm chiếc xe khác hả? Dạ. Xe đó giờ hai cái lốc máy là cũng 2 triệu rồi. Ừ. Mua chiếc xe khác 1 triệu. Rồi sao có chiếc xe mới rồi mất gì mà phải đi mua chiếc cầm để đi mua chiếc mới nữa là sao? Đây là mua chiếc xe đó anh chạy làm. Đi làm nó hư uổng. À. Sợ hư. Cái đó để chạy tới lui đi như là mình đi chơi đi đây đi kia rồi đó. Ừ. Có xe mình đi còn cái xe kia để đi làm. Ừ, là như vậy là định mua chiếc xe kia là cái giá của chiếc xe kia là bao nhiêu nữa? 1 triệu. Chị gửi nha. Dạ. Là ông nhỏ định lấy chiếc xe đó đặng đi làm là đi mua dưa chai hay là đi đập sắt đá giống hôm bữa nữa? Đi cũng như là đi cái xe này để làm cái xe kéo. À. Để mình kéo cái xe đi đập dưa chai rồi sẵn mình mua luôn, chứ còn xe Honda không được muốn được. Ừ. Ta bán đâu có chở hết đâu. Ừ. Có nghĩa là mua chiếc xe kéo ha. À, chở gì mà mất mua xe kéo chứ nha. Như mũ chai đồ đó bao mình phải bỏ lên nhiều, mình đâu có chở xe Honda được. Bỏ đã, đổi nghề đi lượm dây chai luôn hả gì? Đi mua dây chai hả? Ừ, người ta bán thì mình mua. Ừ. Vừa đập cái cũng có nhiều người bán mà tại xe Honda rồi mình mua không được. Hàng ơi mấy anh em nghe mấy anh em của em á phát hiện ra là chị quay lại là nói em với Thanh Trúc còn chưa tin nữa đó. Không. Nói mới vừa giúp bà vốn mấy cái số với mướn nhà trọ rồi xong rồi không lẽ tự nhiên bà không ở mà mới đi vô nhà quan. Anh giúp thì vẫn còn, em vẫn còn mấy cái số. Nhưng mà thấy chồng vậy bỏ không đành, với con mình nó không vậy nữa. Ừ, rồi quyết định lần này là kỹ chưa nghe. Rồi sau này rồi cứ cái đi nữa rồi bắt đầu nhờ anh em giúp nữa là khó lắm nha. Dạ. Rồi ra mà ông thấy ảnh không gầy về, thấy ảnh cũng thay đổi nhiều rồi. Anh thay đổi chưa? Rồi quan tâm vợ con hơn trước, cũng bỏ nhậu rồi. Cũng bỏ rượu rồi ha. Dạ. Bỏ nhậu rồi. Cũng mừng rồi. Ừ. Chàng ơi chàng, tưởng đâu là ông nhỏ, ông ôm đứa nhỏ đi gửi cho mấy người chị gì hôm bữa. Đã không nhận. Hả? Đã không nhận. Không ai giữ. Không ai giữ được. Nó lấy được mấy bữa đầu rồi mấy bữa sau không giữ hơn không nhỉ? Được bữa nào luôn. Không giữ được bữa nào luôn, từ bữa bắt dịch làm đó. Thì vợ chồng mày làm, vợ chồng mày chịu. Rồi nghe. Tôi hỏi ẩm nhỏ về. Rồi... Là cái người mà không cho quay hôm bữa đó ha. À.
Không cho, không cho ở lại luôn, không giữ luôn. Rồi hôm nay bà nhỏ quay về căn nhà quan đó sống cùng với ông lớn với ông nhỏ luôn hay sao? Dạ. Cũng chuẩn bị cắt cái chòi ra, cái chòi ra với hai chồng ra riêng. À, chuẩn bị cắt cái chòi ra riêng. Dạ. Là bỏ ông lớn sống mình lên luôn. Sống chòi sống mình lên. Là cái chòi cắt ở đâu? Mấy sông. Mấy sông nhưng mà người ta cho cắt không nha? Cho. Xin rồi. Xin rồi. Thường thường mấy sông là người ta không cho cắt đâu đó. À, xin rồi. Xin rồi ha. Ừ. Rồi ông nhỏ quyết định kỹ, nghe ông nhỏ có thay đổi hôm bữa nói là thà là không có vợ chứ không không có nhậu là không được, sao bữa nay đổi ý rồi? Tại nhỏ này nó khóc ngày khóc đêm chị không nổi. Giờ vợ nó thì cũng không đi bằng được, không đi bằng được cũng đâu có rượu uống đâu. Người ta giao đứa con cho nuôi, dành nuôi cho đã, rồi nuôi được có tuần lễ 10 bữa. Mà thằng nhỏ giống như là ốm luôn, xuống luôn rồi nó không uống mà nó không ăn luôn, nó chỉ biết khóc à. Rồi còn bà nhỏ kìa, hôm bữa mấy anh em lo cho bà ở nhà trọ đồ mới chát à. Rồi bây giờ coi kìa. Nhưng mà đúng rồi đó, em tính nói, em không dám nói. Em nói anh cũng biết nữa hả? Rồi chồng con gì sao mà để cho vợ như vậy chàng? Chứ giờ ráng làm dữ lắm mà làm nó không có dư, cái vừa ấy thì xe hư không à. Rồi bản lĩnh đàn ông đâu mất tiêu đi. Thì đi làm thì bị giật. Đi mà mướn đó hả? Đi mà mướn thì bị giật. Ngồi xích vô bả cho tình thương mến thương coi. Trời ơi kìa, hết hồn luôn. Ok, nhìn bả kìa thiệt chứ. Đi bắt hôi luôn rồi. Tại vì lúc mà dành con lại thì cũng biết rồi, đàn bà nào cũng vậy chứ, dễ gì người ta bỏ con mình đâu. Anh biết chiêu ha? Biết. À, ta bỏ chồng chứ không bỏ con đâu. Cho nên là đầu tiên bắt con trước đi ha. Ừ. Từ từ mẹ nó nhớ con nó về à. Hèn gì hôm bữa không ôm đứa nhỏ thì bà không chịu về. Ừ. Mà tới chừng ôm đứa nhỏ rồi thì đầu là bà hai ba bữa bà chịu hết nổi bà về. Anh nói thiệt cho anh, bữa mà em về em nhìn nhỏ là em thấy tự như là mấy con cuốn còn mà thiếu ăn nha. Trời lắm. Sơ cỡ hết trơn cái đầu bướng á mình. Rồi hôm nay bà có coi kiến lại bà chưa? Bà có kiến lại chưa? Có. Như thế nào rồi kìa? Chứ tôi với Thanh Trúc nhìn bà mấy bữa nay cũng dữ lắm á. Bữa nay tôi gặp là tôi thấy hết thấy gì luôn. Hẹn hôm bữa ở nhà trọ thư viện giả mấy anh em cũng thương á, nhờ sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân á, hỗ trợ cho bà nhỏ nè, thì bóng hế luôn á, nguyên vậy không dính miếng sình miếng bụi luôn đó. Bữa nay sao? Đi thì đi xe đẹp xe mới nữa. Mà giờ coi nè quý viện giả ơi, rớt nước mắt luôn. Sao ông nhỏ không biết thương qua Tiết Ngọc vậy chứ ông nhỏ? Mà ông chết không có tiền gì hết cái tình thương. Bằng hoài bằng cái phi về cũng về là cũng không có dư ra được nhiêu. Không dư ra hên. 200 về có người làm một. À, anh nhỏ anh lột cái nón ra cho mát thôi. Không thấy gương mặt. Ừ. Bữa nay đó. Nhìn bà chị nè U20 nè. Hết thấy gì luôn. Không tin luôn, không tin vào mắt mình luôn á. Rồi mẹ của chị có biết chưa? Biết rồi. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ nói là mày quay lại mẹ ở với nó nữa là lần này lần cuối nữa mày chọn sao mày chọn ở đâu nghe nói mẹ. Mẹ nhất quyết là mẹ không cho về. Ừ. Thấy ông nhỏ cũng hạ quyết tâm quá kìa, cạo đầu luôn kìa. Anh xé gì em cạo đầu luôn hả? Cạo đầu rồi vợ biển là bà nhỏ về đó, rồi cầm xe để cho ông nhỏ mua gạo mua đồ đó. Rồi cái tiền nó còn không? Cái tiền cầm xe á? Còn của em kìa. Còn triệu mấy nè. Cầm 3 triệu mà giờ còn triệu mấy hả? Dạ. Mua xe hết 1.5 triệu rồi. Rồi tiền vốn mấy cái số đâu? Mua xe vốn 1 triệu. Tiền vốn cầm cái số là mua cái xe đó. Hay vốn. Hôm bữa là mấy anh em cho là 1 triệu. Mạnh Thường Quân là người ta gửi cho 5 triệu đó. 5 triệu. Tiền vốn 1 triệu. Rồi trả nhà trọ rồi người ta có thòi trả tiền lại không? Dạ không anh. Sao vậy mấy em trả trước 2-3 tháng lận mà. Tôi nói gì không trả trước thời hạn là ta không thanh toán tiền dư. À. Đúng rồi, lúc mà mấy anh mướn mấy anh trả tiền nó đâu trả đâu. Có đúng rồi. Nó bỏ nó đi thôi. Hồi bữa đưa trước 2 tháng. Ừ. Đưa trước 2 tháng đó. Rồi bây giờ bởi vì nó đi thì phải bà cũng nói mà là người ta mướn cho mày nở mình đi thì thôi chứ. Mình đâu có đưa tiền lại đâu.
Chàng ơi, chàng có bả kìa, quý vị khán giả ơi. Bả nói triệu mấy chứ điếm có mấy trăm ngàn coi kìa. Triệu mấy đâu rồi nó dạ. Sao thấy có 400, 500 à, con tờ bự ha, có tờ bự mà giấu. Không có tờ bự đó là thiếu á. Hàng ơi, thiệt tình chứ. Ông nhỏ ơi, thôi bây giờ dù gì mình cũng là đàn ông, ông nhỏ cũng là người chồng á. Không phải cố gắng phấn đấu đến tu chí làm ăn đừng lo cho vợ con mình bằng vợ con người ta coi. Thì từ lúc nó về hứa bỏ rượu mới còn chịu mấy chứ mà nhậu là chắc không còn được mấy ngàn. Ngày nào hết ngày đó rồi. Chịu mấy đâu, thâm hết chịu mấy người ta rồi. Thâm hết chịu mấy của người ta rồi. Lấy xe này nè, mình chưa ra xe này. À, bù vô xe đó. Ừ. Cái gì đó ha. Là tính ra chỉ có hao có mấy trăm mà. Hao có 700 à, cầm 3 triệu nhưng hao có 700 tiền vốn đó à. Ừ. Rồi cái cầm xe đó là ai, cái quyết định đó của ai? Của ông nhỏ hay gì? Ủa, vợ thấy khổ con tự nó cầm chứ không có xui. Gì ha. Rồi có chia cho ông lớn đồng nào không? Không. Hay là của hai người thôi. Sao ông chia cho ông mớ ông để dành? Không lo đạo, ông nhậu không chứ. Gì ha. Ông đi làm vậy chứ, tao ngại ăn rồi ông nhậu ông nằm gì đó. Ủa nhớ ông đi múc lúa đồ cũng giỏi chứ lắm rồi. Chia ra ngượng nơi nấu cơm đồ nữa mà. Giờ thay đổi lắm. Bây giờ là nghỉ làm luôn hả vậy? Giờ dạ, từ bữa bà ông đi kiếm về tới giờ rồi ông. Dạ ông ghi luôn mà không có chung nữa. Là đổi ý đổi tánh luôn ha. Từ cái bữa mà ông nhỏ đi kiếm ông ấy nha. Ừ, đi kiếm ông về, ông bỏ đánh. Mày nấu thì mày ăn, không nấu mày đói. Ừ. Chứ không có gì, cứ mà nấu mà là anh em ăn chung không có. Chuyện rồi. Thôi che vòng vòng xin ta rồi, ta cho cây rồi rồi. Che trời. Rồi hôm bữa về gì đó, rồi ông lớn ông nhỏ có đòi ăn cơm không? Có. Rồi chị có chiều không không? Có, dọn thà ông ăn. Mà hai ông có dành ăn không? Dành quá trời luôn. Rồi dắt đó chị sao? Không biết sao, khó xử. Chiều hay sao? Người cũng chiều mấy ông như sao? Chiều luôn. Mỗi hai lần ông dành ăn luôn hả? Dạ. Mỗi lần là chị về á, là cái tình trạng mà hai ông dành ăn đó là chị bệt mà chị cũng còn quay về nữa. Rồi ông dành rồi chị cảm giác làm sao? Chịu luôn hay sao? Chịu luôn chứ sao vậy? Phải mình đứng cả giữa mình phải chịu luôn. Không mệt sao? Mệt không? Mệt thì cũng có mệt. Chấp nhận ha? Chấp nhận. Em cũng xin được gửi lời lại đến Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân là giúp đỡ em thời gian qua. Em cũng xin lỗi là vì em không thực hiện được cái lời hứa là không quay về ở với hai ông nữa. Vì em bỏ con em không đành. Ai nằm trong hoàn cảnh cũng giống em, cũng như em thôi. Cho em xin lỗi. Chị sợ giống như là xa con không được nha. Dạ, xa con không đành. Cái bữa đầu mà về gặp con chị sao? Mừng lắm nha, rớt nước mắt luôn á. Thấy cháu nó tội nghiệp á. Dạ. Giờ gặp con giờ mừng mà giờ thương con nữa vậy đâu mà thì sao mà chị quyết định kỹ khi mà quay lại sống cùng với ông nhỏ với ông lớn chưa? Dạ quyết định nha. Quyết định kỹ chưa? Kỹ nha. Cái này em hỏi thiệt nè. Chị suy nghĩ như thế nào mà tự nhiên chị rời bỏ ông nhỏ với ông lớn đó, là chị có cuộc sống nó thoải mái cũng như là làm đủ ăn rồi nó khỏe khoắn hơn, ngủ cũng ngon giấc, rồi có nhà cửa đồ ở đàng hoàng, rồi sao chị lại quyết định quay lại ông nhỏ với ông lớn vậy? À, ra ở yên ở lên á, có giấc ngủ ngon thiệt, sống thoải mái thiệt, mà nghĩ ban đêm không có chồng nằm đặt lên cũng tuổi, chứ về thằng với lại cái hai đó là về thằng con á, thấy con nó chạy theo chồng mình nó chạy nó em không có đành lòng mà bỏ đi. Có nghĩa là chị vì nhớ chồng là nhớ ông lớn nhỏ hay là gì nhớ đứa con? Nhớ đứa bé. Nhớ đứa con là chính nha. Dạ. Đâu có như đàn bà mà bỏ chồng bỏ con, bỏ chồng chứ ai bỏ con đâu anh. Ừ. Nhớ. Gán cầm lòng lắm luôn mình chịu không nổi. Phải bắt buộc phải về thăm. Về thấy thì mới cảm nên anh cái em. Sao chân thẳng luôn. Thứ nhất là chị nói không đúng sự thật về khán giả, tại vì hôm bữa mấy anh em giúp chị là đoán vé số, chú mua xe này đầy đủ hết, nhưng mà chị thì có mấy cái bạn quay thì thấy chị ủa sao quay về với ổng nữa, thì cái điều đó là người ta nói mấy anh em như nói với chị tại sao đi rồi mà còn quay về đó để làm cái gì, thì theo mà những cái lời cô chú người ta nói như vậy đó, thì bữa nay mấy anh em cần chị có một câu trả lời coi. Nói chung là về đó là vì con thôi. Con ha. Dạ, vì con.
thế con mà nó vậy em cũng đâu có bỏ đi làm đồng mà bỏ đi nữa. Nói chung là chỉ có thể bỏ chồng. Dạ. Mà không thể bỏ con. Mà không thể bỏ con được. Dạ. Nhưng mà hôm bữa là mấy anh em đã mướn cái căn nhà trọ ở ngoài cho chị rồi. Đóng trước 2 tháng rồi. Là nói chung là đóng trước 2 tháng như vậy đó. Rồi khi chị đi về đó, rồi người ta có trả tiền nhà trọ lại cho mình không? Dạ không anh, mới nói là đi trước thời hạn tao thanh toán tiền số dư lại cho mình. Tao không trả lại ha. Dạ không. Rồi hôm bữa đó là sao tự nhiên chị đi vô chị thăm đứa bé vậy? Anh nhớ quá, đi bán vé số đó, thấy con ta cỡ con mình thấy nhớ. Vậy ông nói. Rồi khi mà chị vô như vậy đó rồi ông nhỏ ông nói gì? À, không nói gì trời, ông nằm buồn hiu à. Ông nằm ông buồn hiu nhìn thấy mình thấy cũng tội. Ổng con ra giỏng nằm. Đặng con hỏi cái đưa ra cho ông đi về. Rồi ông nói sao mà chị chịu quay về với ông? Ông năn nỉ nói thôi em ơi cho anh cơ hội đi. Anh biết anh sai rồi, cho về chị con về sống lại đi. Con thiếu cha thiếu mẹ cũng tội cho con. Cái em nói là để em suy nghĩ lại. Nhưng là anh cũng điện về cho mẹ em. Anh xin lỗi mẹ, năn nỉ mẹ này nọ. Mẹ em thì mới nói hai chồng mày làm sao làm. Cái mà nói quyết định là ta không có nói được đâu. Nhưng mà hổng gà chỉ có nhìn lại bản thân mình chưa? Có. Mình thấy là nó thiếu thốn gì lắm không? Thiếu thốn lắm. Rồi cho em hỏi nè, rồi giờ vậy rồi hai ổng có hành gì không? Không. Rồi sao không hành mà nó thấy nó xuống sức dữ vậy? Ông nào hành trước? Ông nhỏ hành nhiều không? Nhỏ nhiều hơn ha. Vậy là về hôm bữa là ông đòi dọn cơm ăn dữ không? Thì anh cũng nói rồi đó. Nói chung là như vậy nè, quý vị mà Mạnh Thường Quân á hỗ trợ giúp cho chị á là để rời khỏi căn nhà quan, đúng rồi, và để tránh xa ông nhỏ với ông lớn để có một cái cuộc sống cũng như là một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Không? Nhưng mà bây giờ á chị lại quay trở lại. Chị có lời gì muốn gửi tới quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả đã thương yêu ủng hộ cho chị trong khoảng thời gian qua không? Dạ, như này là cũng là lỗi của em. Thì em xin lỗi cộng đồng mạng với anh chị cô bác cho anh. Tại vì là em thương con em quá, em bỏ con em không đành. Nhưng lại chồng em ảnh cũng năn nỉ quá à. Em không có đành lòng mỏi, mong cô chú anh chị tha lỗi cho em. Đó là những lời chị muốn gửi tới quý Mạnh Thường Quân nha. Thì xin lỗi ha. Dạ. Xin lỗi vì đã không có thực hiện đúng là như là em nói. Nhưng mà có cái này nè, đã quay về thì thôi đi, ở chiếc xe là Mạnh Thường Quân tặng cho chị mà sao mà chị lại đem đi cầm, không hiểu sao, không hiểu nổi luôn á. Em không tin luôn á, ông nhỏ ông dỗ ngọt chị hay sao, hay là ông lớn không, hay là sao? Ông dỗ ngọt em hết á, chạy về thì nhà thì không còn gạo, con thì không có sữa, không có đá, không có gì ăn hết. Mình thấy vậy chứ mình cũng người mình không còn tiền. Chứ không lẽ ông nhỏ với ông lớn không có đi làm sao? Nhỏ thì bắt giữ con bé không à, đâu có đi bằng được. Ông lớn? Con bé em thì nó khó lắm, không người lạ giữ không có được. Rồi ông lớn? Ông lớn thì tối ngày thì chỉ biết uống rượu xong nằm đó. Rồi chị nếu mà chị về đây, chị đi quay về hai ông này là chị sẽ nói dài nữa. Nói chung là chị khê khổ. Sao chị không suy nghĩ điều đó? Nếu mà không có cái số tiền của chị thì mấy ổng lấy gì ăn? Em cũng suy nghĩ đó mà giờ thấy ổng cũng thấy chồng mình cũng thay đổi rồi. Thay đổi gì? Thay đổi mà không thấy làm gì hết trơn, thay đổi gì? Anh cũng kìa đi làm rồi. Đi làm hàng ngày em đi làm chứ á. Thứ nhất là chiếc xe của hôm bữa mấy anh em đã mua cho chị. Tưởng đâu chị làm ăn lại về chị cũng quay về ông nhỏ với ông lớn. Tụi em không biết nói gì hơn. Bây giờ không có ông nhỏ đây nè, chị nói thiệt coi. Chiếc xe đó là làm sao? Chiếc xe là tự em đi cầm. Tự đi cầm ha. Yeah. Rồi số tiền nó dùng vào cái việc gì? Em dùng là mua chiếc xe cho ảnh đi làm. Mua lại chiếc xe cho ảnh đi làm là chiếc xe giá nhiều. 1,5 triệu. Mua chỉ có 1,5 triệu thôi. Yeah. Còn 1,5 triệu thì để dành xây sở, mua tả sữa cho con bé. Rồi cái này nói thiệt nha. Hồi nãy chị nói là tiền vốn với số chị còn. Nhưng mà hồi nãy chị móc tiền ra chị đếm là chỉ có 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi. Là vừa đủ tiền vốn với số rồi. Yeah. Rồi còn 1,5 triệu mà cầm chiếc xe dư đâu? Để nhà là không có cầm thêm. Để nhà thiệt ha? Dạ, để nhà. Nói đặng anh em cũng như quý vị biết nha. Biết người ta giúp chị đó. Em để nhà không cầm theo. Ừ. Nói chung á là chị cái này nói thiệt nha. Dạ. Một lần nữa em hỏi á là chị nhớ là thương đứa nhỏ. Dạ. Hay là nhớ thương ông lớn với ông nhỏ? Đứa nhỏ.
Thiệt tình không? Dạ thiệt tình, thương thương con bé không à. Sao nãy thấy ngồi quấn quýt ông như vậy? Nghe ổng quấn quýt em hay đâu, quấn quýt ổng đâu. Nãy thấy chị sát với nhỏ dữ lắm đó nha. Cái này em hỏi thiệt nha, dạ. Sao mà chị thì còn rất là trẻ luôn mà cũng ngộ ngộ gái nữa, mà sao chị đem lòng chị yêu thương mấy ông này vậy? Nói chung là lúc đầu là ông cũng thương mình, thì mình thương ông là chuyện bình thường thôi, giờ ông đối xử tệ mình. Nhưng mà ông lớn tuổi, ông già nữa, mấy ông này già chắc. Với lại là quen mấy ông gì nữa là nó, nói chung là cái đạo lý con người á, người ta sẽ nói chị là như vậy không tốt. Chị phải suy nghĩ. Ví dụ như người ta ưng mấy ông già lớn tuổi hơn mà có khả năng, có kinh tế, có điều kiện, tặng cho con mình nó sung sướng. Còn cái này em thấy đâu có kinh tế điều kiện gì đâu, cái này chị thương thiệt luôn hay sao á? Thương thiệt. Mà ông cua sao mà dính vậy? Lại giờ kìa, bây giờ quay lại với ông nhỏ với ông lớn rồi kìa, coi giò cẳng kìa. Như con mèo. Ông mèo. Ông trâu mở cằm mà con say ra vậy. Lần này quay về, quay trở lại là có chắc ăn lỡ luôn không, hay là vài bữa nữa rồi kêu mấy anh em xuống cứu không? Chắc ăn, chắc ăn lỡ lại luôn. Thì ông thay đổi gì là em thấy em mặc. Mà ông ngày thay đổi sao rồi? Em cũng bỏ rượu nè. Bỏ rượu nè. Chăm sóc quan tâm vợ con hơn trước nè. Nói chung là không có nói chuyện nặng lời với vợ con như trước. Có còn nạt không? Không, hết rồi. Giờ thích làm là ông làm thôi à. Chứ không có sai biểu hay là này nọ nữa. Rồi ông lớn có sửa gì không? Hay là đi cũ? Y cũ, giờ cơm mai nó ăn. Ông lớn nghỉ nấu cho chị ăn à hả? Hai chồng mày nấu ăn lên đi, ta nấu ta ăn. Ông nấu ăn lên, ông bỏ chị với ông nhỏ ra muốn ăn chị ăn. Kỳ gì đó. Chị, cho em hỏi nè. Ông dạ. Với ông nhỏ đó, thí dụ hai ông á, làm đi làm những cái công việc cho chị á, mấy ông có thay phiên không? Thí dụ á, nhờ công việc của chị kêu ông làm á, ông có thay phiên không? Tự em làm. Yeah. Có kêu, có khi nào chị kêu ông lớn nhỏ không? Có kêu chồng em chứ không kêu ông lớn. Không kêu ông lớn ha. Yeah. Nhiều khi nhờ anh giữ con em phơi đồ hay là giữ con em đi rửa chén gì đó. Nhà giữ con thôi chứ không có nhà làm cái công việc của mình. À đúng ha, cũng không có dám kêu ông lớn. Nhưng mà nhờ ông thì lâu lâu cũng có nhờ ông lớn ha. Yeah. Lớn nhờ chứ nhờ đi nghe tiệm tạp hóa mua đồ thôi chứ không có nhờ. Mà nhờ thì ông sẽ đi ha, ông nghe lại chị ha. Bây giờ thì hết nhờ rồi. Dạ không muốn hay sao? Dạ, từ cái ngày mà chồng em đi kiếm ông về tới giờ là thay đổi hẳn luôn. Dạ, ông nhỏ đi kiếm ông lớn nha. Vì là ông lớn thay đổi luôn. Dạ, chị. Không, ông ăn ơi, ông vậy là chị không có, ông không ăn chung với chị nữa. Dạ. Ông ăn luôn nha. Ông ăn là ông nấu ông ơi. Sao chị không đút cho ông ăn đi? Ông thương ông sao? Ăn không ăn thôi với mắt đút. Ông không nấu thì chị nấu cho ông. Không, em không nấu luôn. Thay đổi ha. Gia đình chỉ có ba người à, mà dạ. Không hòa thuận nữa rồi sao sống. Vậy giờ hai chồng em mới là chuẩn bị các cái trò ra riêng đó. Đúng rồi. Nhưng ở chung nhỏ cũng không nổi. Tính thay đổi ha. Dạ. Thay đổi chứ không thay đổi. Lúc trước thì mua con cá còn chia ra ba người, giờ mua ký cá ăn anh. Lần thì chia con cá chia ra làm ba. Dạ, ký cá ăn anh. Anh này khúc, anh kia khúc, chị khúc. Dạ. Bây giờ đó thì không chia nữa. Dạ. Lý do sao chị? Mệt hay sao chị? Mệt mỏi quá hay sao? Em cũng không biết rỗng nữa. Mà nhưng mà em hỏi chị kìa, lý do mệt mỏi quá cái cuộc sống này hay sao? Mệt mỏi cuộc sống mà có mấy anh em mà sống chị. Thầy ra riêng cho cút mắt. Đúng rồi. Chị giờ sống với ông nhỏ với ông lớn á, là người ta sẽ kêu riêng chị rất là nhiều. Kỳ thị rất nhiều. Đúng rồi. Em cũng biết mà vì chồng gì. Ừ chị ơi, thôi thì chuẩn bị kết thúc video á. Chị gửi lại một lời đến quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á, mà cũng như là mấy anh em á, trong khoảng thời gian qua á, đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị á, chị có thể gửi một lời nữa, một lần nữa gửi đôi lời đến quý mạnh thường quân cũng như là quý vị khán giả mà thương yêu chị không? Nói chung là em cũng hôm nay em cũng xin được gửi đôi lời đến mạnh thường quân, cảm ơn mạnh thường quân là giúp đỡ em thời gian qua. Và em cũng xin lỗi là vì em không thực hiện được cái lời hứa là không quay về ở với hai ông nữa, vì em bỏ con em không đành, ai nằm trong hoàn cảnh cũng giống em, cũng như em thôi. Cho em xin lỗi. Chị sợ giống như là xa con không được nha. Dạ, xa con không đành. Cái bữa đầu mà về gặp con chị sao? Mừng lắm nha, vui lắm, rớt nước mắt luôn á. Thấy cháu nó tội nghiệp á. Dạ. Giờ gặp con giờ mừng mà giờ thương con nó gì đâu mà giờ không ra ốm nhom mà nó trời nó. Nhưng mà chị dành nuôi con mình nên được mà. Anh không cho.
không cho ha. Anh sợ em bước thêm bước nữa rồi có khổ con gái em. Rồi ông không cho. Dạ. Dạ thì ông nhỏ ơi, với chị ơi, dạ. Thì bữa nay á Thanh Trúc Vui Ngôn lại đây. Thì đầu tiên á thì mấy anh em thấy một cái đoạn clip á, hôm bữa mấy anh em đã mướn trọ cho chị rồi. Thì có mua xe cho chị nhưng mà không biết vì sao chị quay về với ông nhỏ. Thì cho nên là mấy anh em sẵn lại đây thì nói chung thì cũng chia sẻ một cái đoạn video này lên. Thì Thanh Trúc á Vui Ngôn thì lấy cái tiền cá nhân á ra gửi cho chị 500.000 để mua sữa phụ cháu ha. Dạ, cảm ơn em. Thì nói chung á thì cả nhà ơi thì cái chị nè U20 nè nói chung thì nhớ con quá cho nên là mới quay về thôi, chứ nói chung thì mình cũng không có biết nói sao giờ. Thì nói chung là duyên nợ mà mình tách ra thì cũng không được, thì tùy duyên đi. Thì dạ thì Thanh Trúc á Vui Ngôn cũng cảm ơn cô chú.